Trong 4 cái video tiếp theo, Ethan sẽ dạy kỹ tất cả các âm trong tiếng Anh, ok? Mình dựa trên IPA, nhưng Ethan đã viết lại bằng tiếng Việt bởi vì thấy Ethan thấy nó dễ hơn, dễ nhớ hơn và dễ học hơn. Trong bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ cái, ok? 21 là chữ cái nguyên âm, 5 là chữ cái phụ âm. Nhưng mà từ 26 chữ cái đó, mình tạo ra 44 cái âm. Vì vậy, Ethan sẽ làm tất cả trong 4 cái video. Hey Ethan ơi, em ngủ thiếng ăn lắm. Cứ yên tâm đi, thầy Ethan sẽ dạy tất cả mọi người hết. Anh em cứ từ từ, ok? Let's go, học tiếng Anh với thầy Ethan. Cái âm đầu tiên là... Ok? Ngậm môi lại, rồi phát thầy ra. Anh em cứ lặp lại 3 lần với thầy. Thầy sẽ đi trước. Anh em biết xem. Ok, ví dụ như là post office hoặc là purple. Ok, anh em cứ lặp lại nha. Cái âm thứ hai là b. Ok, b, mình cũng ngâm môi lại mà phát âm ra. Ok, b, anh em cứ lặp lại 3 lần với thầy này. B, anh em cứ xem. B, ok chưa? Ví dụ như là bus hoặc boss hoặc trong tiếng Việt giống như là cái câu ba hoặc bờ hoặc trái bắp, ok, cái đó thì dễ. Cái âm thứ ba là t, t, ok. Ví dụ như là telephone hoặc là test, ok. Cái này rất là khó nói, ok. Cái âm này tiếng Việt không có luôn. Khi mình đọc thì hai hàm răng của mình sẽ chạm nhau và cái lưỡi chạm vào hàm trên tại đây, phía sau cái răng, không phải trên cái răng. Ok, anh em cứ xem đi. Ok, anh em cứ nghe thầy nói, rồi anh em cứ lặp lại. Telephone, test. Ok chưa? Cái âm thứ 4 là dễ nhất thế giới luôn, bởi vì Việt Nam có rồi. Ok, cái âm thứ 4 là D. Ví dụ như là dog hoặc dust hoặc done hoặc trong tiếng Việt cái câu đi, cái chữ đi, ok, dễ không? Không cần nói nhiều. Cái âm thứ năm là f, f, ok. Cái này cũng thì dễ đó, bởi vì tiếng Việt có hai cái chữ đầu tiên trong cái câu phở, ok, đúng không? F, phở, f, đúng không? Ví dụ trong tiếng Anh, ví dụ như là food, fork hoặc five. Anh em cứ lặp lại cái âm thôi. Để cái bottom lip ở trên cái răng. Thấy không? Cái đấy cũng dễ, anh em cứ học đi. Cái âm thứ 6 cũng dễ nhất thế giới luôn, bởi vì Việt Nam có luôn. Cái âm này là V. Ok, ví dụ như là ví dụ. Ok, dễ lắm đúng không? Ví dụ như là trong tiếng Anh very hoặc là vast. Anh em cứ lặp lại vợ, vợ, giống như là vợ, ok, dễ lắm đúng không? Cái âm thứ 7 là một cái âm rất là khó nữa, ok. Cái âm này là ok, nó dễ học nhưng mà nó khó nói, ok. Anh em cứ xem lại, để cái lưới ở giữa hai cái răng này. Ví dụ như là think hoặc thought hoặc throw. Ok, anh em cứ lặp lại 3 lần với thầy. Throw, think. Ok chưa? Cái này khó lắm, thầy biết rồi. Ok, anh em thấy khó thì anh em cứ xem lại. Ok, cái âm thứ 8 là v. Ok, cái âm này chắc chắn là cái âm mà khó nhất cho người Việt Nam nói. Ok, muốn biết nói đúng thì phải để cái lưỡi trên hai cái răng, giữa hai cái răng, như là cái âm trước như này. Rồi mình thở và cho cái âm ra cùng lúc, ok. Ví dụ như là that hoặc là together, ok. Anh em cứ lặp lại 3 lần với thầy. Ok, được chưa?
Nếu anh em còn thấy khó thì anh em cứ xem đi xem lại, ok? Cái âm thứ 9 là ok? Bạn cứ ngâm men lại và bấm môi và phát ra âm ok? Ví dụ như là Mary hoặc là Mom hoặc là Miss, ok? Hoặc trong tiếng Việt, mẹ hoặc là nước mắm, ok chưa? Anh em cứ lặp lại đi. Ok? Cái âm thứ 10 là ok? Cái này á thì mở miệng và cho cái lưỡi chạm vào hàm trên ở đây nè. Thấy không? Ok. Anh em cứ lặp lại 3 lần với thầy. Ok chưa? Ví dụ trong thiết ăn, ví dụ như là nan hoặc là nest hoặc là nose, ok? Hoặc trong tiếng Việt, ví dụ như là nè, nó hoặc no, ok? Cái âm thứ 11 là ok? Tiếng Việt cũng có cái âm này, ví dụ như là Nguyễn hoặc là ngó, ok? Trong tiếng Anh, ví dụ như là thing hoặc là bring, ok chưa? Cái đó thì cũng dễ, không cần nói nhiều. Nguyễn. Ok, hai cái chữ đầu tiên trong cái tên Nguyễn. Ok chưa? Cái âm 12 là ha. Ha. Ok, cái này cũng dễ lắm bởi vì tiếng Việt cũng có. Ví dụ như là ha ha hoặc là học hoặc là hấp dẫn. Ok? Hoặc là trong tiếng Anh happy hoặc là heart. Ok? Ha. Ha. Anh em cứ lặp lại đi, ok? Xem đi xem lại. Ok anh em, mình đã học xong cái 12 cái âm đầu tiên, ok? Anh em cứ nhớ xem đi xem lại, học hết cái âm trong cái video này trước khi mình đăng cái video tiếp theo. Ok?